Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một bộ ngữ pháp mới các bạn nhé. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. À, như vậy thì ở trên màn hình là gì các bạn? Cậu bé này không có tiền. Không có tiền các bạn ha. Như vậy, okane ga nakereba. Cậu bé này nói câu gì các bạn? Okane ga nakereba. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bạc. Và có nghĩa như thế nào và cách sử dụng như thế nào các bạn nhỉ? Này. À, ba đây có nghĩa là nếu các bạn. Đây cũng là một loại câu điều kiện trong tiếng Nhật các bạn nhé. Ba có nghĩa là nếu, cách dùng như thế nào các bạn? Dùng để diễn đạt điều kiện để dẫn đến một hành động hoặc trạng thái ở với đằng sau. Đầu tiên chúng ta phải chia động từ để thể ba các bạn ha. Như vậy thì ikimasu nhóm 1, các bạn động từ ikimasu nhóm 1. Chia về thể ba là gì các bạn? Hay ikeba. Ikeba. Như vậy thì đối với động từ nhóm 1, cục i sẽ chuyển về cục t và gắn với ba các bạn nha. Ikimasu sẽ chuyển thành ikeba. Ikimasu, ikeba nếu mà đi. Tiếp tục động từ thứ hai là imasu, gặp các bạn ha. Vậy nếu gặp là gì các bạn? I sẽ chuyển thành e hay ai và. Ai và nếu gặp. Tiếp tục động từ nhóm 2 ta có động từ tabemasu. Hay tabemasu, tabereba. Như vậy thì đối với động từ nhóm 2 khi chia về thể ba, chúng ta sẽ bỏ mas và gắn với reba. Bỏ mas và cộng với reba phía sau các bạn nhé. Tabereba nếu mà ăn. Tương tự đối với động từ mimas. Chúng ta có gì các bạn? Hay mireba. Mireba các bạn hãy bỏ mas gắn với reba. Tiếp tục động từ nhóm 3 chúng ta có shimasu làm các bạn. Như vậy nếu là hay sureba. Sureba các bạn nhé. Shimasu thì sẽ thành sureba. Còn kimasu kureba hay nếu làm, nếu đến. Kimasu kureba. Tiếp tục chúng ta có trường hợp động từ chia về để phủ định các bạn. Thế này thì khi chia sang thể ba mình sẽ làm như thế nào các bạn? Hay chúng ta sẽ động từ thể này thì sẽ thành nakereba các bạn ha. Nakereba. Tiếp tục sẽ là tính từ và danh từ các bạn nhé. Trước hết là tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y cộng với kereba. Đầu tiên chúng ta có tính từ già sư là rẻ. Như vậy thì nếu rẻ, nếu rẻ mình sẽ nói sao các bạn? Hay già sư kereba. Này, già sư kereba bỏ y cộng với kereba các bạn nhé. Tiếp tục nemu kereba hay nemu kereba nếu mà buồn ngủ, nếu mà buồn ngủ. Tương tự tiếp tục ta có tính từ runa các bạn. Tính từ runa thì các bạn sẽ bỏ na và gắn với nara, gắn với nara các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có tính từ kire. Kire đẹp các bạn ha. Như vậy nếu đẹp là gì các bạn? Hay kire nara. Kire nara. Tiếp tục là danh từ các bạn. Yasumi nghỉ. Nếu mà nghỉ yasumi nara. Danh từ chúng ta cũng đi lên với nara. Và để hiểu rõ hơn chúng ta cùng đi đến một vài câu ví dụ các bạn nhé. Đầu tiên các bạn thấy gì các bạn? Trên hình vẽ là Setsume sho yomu. Đọc sách à, đọc sách hướng dẫn các bạn. Setsume sho yomu. Đọc sách hướng dẫn. Tsukai kata ga wakaru. Hiểu cách sử dụng. Như vậy thì câu này chúng ta nói là gì các bạn? Nếu như mà đọc sách hướng dẫn thì sẽ hiểu cách sử dụng à, nếu như mà đọc sách hướng dẫn thì sẽ hiểu cách sử dụng. Như vậy thì chúng ta có câu như thế nào các bạn? Nếu đọc sách hướng dẫn hay Setsume sho yomeba. Hey, setsume sho yomeba. Tsukai kata ga wakarimasu. Nếu như mà đọc sách hướng dẫn thì sẽ hiểu cách sử dụng. Setsume sho yomeba. Tsukai kata ga wakarimasu. Tiếp tục chúng ta có hay yasu các bạn. Yasu là rẻ. Hay kaitai muốn mua. Nếu như mà rẻ thì tôi muốn mua. Nếu rẻ là gì các bạn? Hay yasu kereba kaitai desu. Yasu kereba kaitai desu. Nếu mà rẻ tôi muốn mua. Tiếp tục chúng ta có hima. Hima là hay là tính từ luna các bạn nhé. Hima là tính từ luna. Todachi to umieiku. À, đi biển với bạn bè. Nếu như mà rảnh rỗi thì sẽ đi biển với bạn bè. Nếu mà rảnh rỗi mình nói sao các bạn? Hay nichiyobi hima nara todachi to umieikimasu. Nichiyobi hima nara todachi to umieikimasu. Ngày chủ nhật nếu như mà rảnh rỗi thì tôi sẽ đi biển với bạn bè. Hima nara, các bạn chú ý nhé. Đối với tính từ luna và danh từ khi chia về thể ba thì sẽ là nara các bạn. Nara. Cảm ơn các bạn đã chú ý bài theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào các bạn nhớ gửi về cho
chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường điều khiển Hoa Sen sẽ xem và gửi bài phản hồi cho các bạn. Và để cũng có bài học ngày hôm nay, các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Mata konnichiwa, negashimasu.